Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 212. Mấy triệu nô lệ từ lâu đã không còn hy vọng gì với tương lai, nhưng những lời Ngô Bình vừa nói ra đã đánh thức bọn họ, vô số người ôm mặt khóc lớn, quỳ lạy với Ngô Bình. Tin tức truyền đi nhanh như gió, bá tánh bên ngoài thành Tinh Nguyệt lần lượt quay trở về thành, tòa thành mấy trăm nghìn nhân khẩu rất nhanh đã khôi phục lại phồn vinh của ngày xưa. Những người trở lại quê nhà vô cùng cảm kích Ngô Bình. Không chỉ thành Tinh Nguyệt, mà hơn một tỷ bá tánh trong phạm vi trăm dặm đều biết ơn Ngô Bình. Trong tòa nhà cao nhất trong thành, mấy người Ngô Bình ở đây. Cậu nhìn thấy số trên bia công đức tăng lên không ngừng, từ hơn 500 tỷ mà tăng lên 180 ngàn tỷ. Ngô Bình không khỏi giật mình, cậu biết chuyện này là bởi vì mình đã đuổi tộc đầu hổ đi, công đức vô lượng. 180 ngàn tỷ công đức, Ngô Bình nhớ đến công đức có thể dùng để đổi tài nguyên và vận khí của nhân tộc, chỉ là cần phải đi đổi ở đâu. Suy nghĩ này của cậu vừa xuất hiện, trong đầu đã vang lên một tiếng vang lớn, xuất hiện một không gian rộng lớn. Bên trong không gian xuất hiện lần lượt từng đạo môn, trên cửa viết một số cổ văn. Cậu nhìn đến, trong đó có một cánh cửa, ở trên đó viết hai chữ đan dược. Giây tiếp theo, ý thức của cậu lập tức tiến vào bên trong cánh cửa, đi đến một không gian khác. Trong không gian, có đủ các kiểu loại đan dược, nhưng đan dược có cấp thấp nhất, cũng đạt đến thượng phẩm cấp 6. Đan dược cao cấp cũng nhiều không đếm xuể, có một số đan dược cũng khiến Ngô Bình nhìn mà phát thèm. Phía trên mỗi đan dược, đều xuất hiện một hàng số, đại biểu cho số công đức cần phải có để đổi lấy chúng, ví dụ như đan dược cực phẩm cấp 10 bên trong đó, có giá lên tới 800 triệu công đức. Giá của một loại đan dược cực phẩm cấp 10 như thế này sẽ không thấp hơn 1 tỷ thánh thù, như thế có thể thấy được, sức mua của một ít công đức hơn một thánh thù. Không biết đan dược mà tôi luyện chế có thể đổi lấy công đức hay không? Nghĩ như thế, cậu lấy ra một viên thiên kiêu đan tuyệt phẩm. Tâm trí vừa động, thiên kiêu đan lập tức xuất hiện ở bên trong không gian, trên đó cũng xuất hiện một chuỗi số, 380 triệu công đức. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, cậu lập tức nói, bán. Lập tức, công đức của cậu tăng thêm 380 triệu, viên thiên kiêu đan tuyệt phẩm này cũng bị nhập vào trong kho. Sau đó, giá của thiên kiêu đan thay đổi một chút, từ 380 triệu công đức tăng lên 420 triệu công đức, tăng hơn lúc trước. 40 triệu công đức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không tồi, sau này đan dược tôi luyện chế ra sẽ đi đổi trực tiếp ra công đức, lại dùng công đức đổi lấy tài nguyên khác. Ngô Bình thầm nghĩ. Trong 10 ngày kế tiếp, Ngô Bình chuẩn bị bày cấm kỵ sát trận. Kiến tạo đại trận cần rất nhiều tài nguyên, đều là thứ quý hiếm khó tìm. Cũng may cậu đã có bia công đức, có thể mua được toàn bộ những vật cần thiết bên trong không gian chứa đầy các loại vật liệu, tốn mất 30.000 tỷ công đức. Sau khi thu thập đủ các loại nguyên liệu, cậu bắt đầu lập trận. Trung tâm của cấm kỵ đại trận là cấm kỵ chi lực, trong quá trình kiến tạo, Ngô Bình phải tiêu hao rất nhiều sức lực, cần phải cắn nuốt cấm kỵ chỉ lực khác. Cũng may bên trong cửa hàng công đức có một loại đồ vật gọi là cấm kỵ tinh thạch, bên trong đó có cấm kỵ chỉ lực, Ngô Bình có thể thông qua việc hấp thu sức mạnh bên trong cấm kỵ tinh thạch mà bổ sung lại năng lượng đã tiêu hao. Cuối cùng, cấm kỵ sát trận cũng đã tạo thành. Sau đó Ngô Bình đưa ba lá vạn kiếm chém phù vào bên trong. Có ba lá chém giết phù này, cho dù có là chúa tể cấp cao của dị tộc xâm nhập vào, cũng có thể bị đánh lui. Vào ngày đại trận được lập xong, lấy thành Tinh Nguyệt làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm quanh đó đều bị cấm kỵ sát trận bao phủ. Sát trận này có thể phân rõ địch ta, nếu có dị tộc xâm nhập vào, nó sẽ lập tức đánh chết kẻ đó. Bên kia, hơn 10 ngày, bên trong thành Tinh Nguyệt cũng đã khôi phục trật tự. Bá tánh an cư lạc nghiệp. Chỉ là, một tòa thành lớn như vậy, dù sao cũng phải có người thống trị, Ngô Bình lập tức cho các bá tánh trong thành tự đề cử. Trong thời gian bị tộc đầu hổ bắt làm nô dịch, có một số người trở thành chó săn của tộc đầu hổ, cũng có một số người không chịu khuất phục, vẫn luôn âm thầm đối kháng, vẫn tiếp tục chiến đấu giúp đỡ người cùng tộc trong bí mật. Hiện giờ, đã không còn bị nô dịch, những người này đều có được sức ảnh hưởng rất lớn, người xung quanh cũng tự nguyện nghe theo bọn họ. Vì thế, trong khoảng thời gian này, Ngô Bình lần lượt bổ nhiệm một nhóm người, cái trị thành Tỉnh Nguyệt. Ngày này, sau khi được Ngô Bình phân phó, mấy người bọn họ lại tiếp tục lên đường, đi đến Kim Đô. Đi hơn 3 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Đô, ba người khai kiển độn quang, dừng ở bên ngoài một tòa thành thật lớn. Đô thành này, to lớn khác thường, tường. Thành cao đến 50 trượng,
dày 10 trượng, bên ngoài tường thành được khắc phù văn pháp trận, kết thành một đại trận phòng ngự. Ngoài ra, trên tường thành còn có các loại vũ khí phòng ngự như đại pháo, cung nỏ, vân vân. Ngoài ra, còn có một lượng lớn quân canh giữ trên đỉnh thành, những quân canh giữ này được trang bị hoàn mỹ, chiến lực mạnh mẽ, là người tinh nhuệ nhất trong những người tinh nhuệ. Nói chung cũng chỉ có chúa tể mới có thể huấn luyện ra được một lượng lớn quân canh giữ mạnh mẽ như thế. Ba người đu đến trước cửa thành cực lớn kia, chỉ thấy thủ vệ ở cửa thành đang kiểm tra từng người vào thành, một số người còn phải nộp phí vào cửa. Đến phiên ba người, thủ vệ binh hỏi, người phương nào, đến Kim Đô để làm gì? Nhìn thấy quần áo của Ngô Bình không giống người địa phương, lập tức hỏi. Ngô Bình, từ thành Mộng Hoa đến, mục đích đến đây là để tham gia đại hội tuyển tài. Thủ vệ ở cổng thành chỉ đến một cái bàn cách đó không xa, nói, lần đầu tiên đi vào Kim Đô cần phải đăng ký và xin thẻ, mấy người qua bên đó đưa tiền đi. Mấy người bọn họ đi đến đó đưa tiền, xử lý chuyện thẻ xuất nhập. Thẻ xuất nhập là một miếng đồng, bên trên có viết mấy chữ. Sau khi lấy được miếng đồng, ba người cuối cùng cũng vào được thành. Đi chưa được mấy bước, đối diện có một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen đi đến, đầu trọc, mặt béo, để râu, trong tay mang theo một cái bao bố, đi từ phía đối diện đi đến. Sau khi đi qua Ngô Bình, hắn ta đột nhiên đụng về phía Ngô Bình. Ngô Bình phản ứng lẹ, lắc mình tránh đi, người này không đụng chúng, tự mình ngã trên đất. Chỉ nghe một tiếng rầm, đồ vật trong bao bố vỡ vụn. Này, ngươi không được đi, người đàn ông mặt râu gọi Ngô Bình lại, sau đó mở bao bố ra, lộ ra một đống mảnh sứ vỡ. Ngô Bình dừng lại, cậu liếc mắt một cái lập tức nhìn ra đối phương đang ăn vạ, cậu hỏi, ông kêu tôi, có chuyện gì? Người đàn ông mặt râu trừng mắt, nói, người đụng hư bình sứ của ta. Món đồ sức này được nung từ vạn năm trước, giá trị liên thành. Người đụng bể nó rồi, phải bồi thường tiền. Ngô Bình không hề có chút tức giận nào. Hỏi, bồi thường bao nhiêu? Người đàn ông mặt râu lập tức nói, 1 triệu linh tệ. 1 triệu linh tệ đối với người thường mà nói không phải số lượng nhỏ, Ngô Bình thậm chí còn không thèm trả giá, lập tức ném cho đối phương một cái nhẫn chữ vật, nói, bên trong có 1 triệu linh tệ. Người mặt râu lấy nhẫn chữ vật, nhìn thoáng qua, bên trong thật sự có 1 triệu linh tệ, hắn ta muốn lấy tiền ở bên trong ra thì trên tay tê dần, nhẫn chữ vật từ trong tay rơi xuống trên đất. Rắc rắc, chữ vật hoàn nứt ra làm hai, 1 triệu linh tệ bên trong, còn có hơn 100 món đồ sứ cũng rơi ra bên ngoài, tất cả đồ sứ đều vỡ nát. Nhìn thấy đồ sứ trên mặt đất, Ngô Bình thở dài, nói, sao ông lại có thể không cẩn thận như vậy? Những món đồ sứ mà ông làm bể của tôi còn quý hơn cái kia gấp ngàn lần, 150 món này, giá trị ít nhất cũng phải 100 triệu thánh thù. Người đàn ông mặt râu sửng sốt, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, gần từng chữ, nếu dám tống tiền ông đây thì cậu tìm chết rồi. Người đàn ông còn chưa dứt lời, Ngô Bình đã bóp cổ hắn ta, bình tĩnh nói, đưa tôi đi gặp chủ nhân đứng sau ông, 100 triệu thánh thù này phải giải quyết cho tôi, thiếu một cái cũng không được. Thanh Nghiêu và Liễu Mi cười không nói gì, người này. Đúng là tinh mắt, lại chọn chúng Ngô Bình để đụng vỡ đồ. Người đàn ông mặt râu vô cùng kiêu ngạo, nhóc, con. Cậu gan lắm, giờ tôi dẫn cậu đi gặp, đến lúc đó đừng có co rúm lại. Người này dẫn Ngô Bình tới một khoảng sân rộng, trong sân có mười mấy người, nghe một người đàn ông cao gầy ra lệnh. Nhóm người Ngô Bình vừa vào thì người mặt cao, gầy sửng sốt. Ngô Bình ném người đàn ông mặt râu xuống đất, tên người đàn ông mặt râu tức khắc lao tới chỗ người cao. Gầy, lớn tiếng nói, đại ca, thằng nhóc này dám lừa y mồ bắt em bồi thường 100 triệu, đúng là điên rồi. Người đàn ông cao gầy giật mình, hắn ta biết người không có thực lực thì sẽ không dám tới đây nên chắp tay nói, đạo hữu, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Ngô Bình cười nói, không có hiểu lầm, người của ông đụng đồ sứ vào người tôi vỡ đồ, muốn tôi bồi thường 1 triệu linh thù. Tôi đã bồi thường đủ nhưng ai ngờ người này làm rớt đồ chữ vật của tôi, bên trong có hơn 100 món đồ sứ cũng bị vỡ, tôi muốn bồi thường 100 triệu thánh thù là ít đó. Người cao gầy nhíu mày. Hắn ta còn định nói gì đó thì từ người Ngô Bình tỏa ra hơi thở quen thuộc, sức mạnh cấm kỵ. Vẻ mặt của người cao gầy thay đổi, hắn ta vội vàng nói, chúng ta bồi thường. Người này vô cùng hào phóng, lấy chữ vật của mình ra, dâng bằng hai tay cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy xem xét thì bên trong có 100 triệu thánh thù, còn có vài thứ khác,
Cậu mỉm cười, tôi nhận nhé. Sau đó cậu hỏi, đại hội tuyển chọn đi đường nào? Người cao gầy nói, tôi phái người dẫn đường cho. Cậu, một thiếu niên bị kêu tới, dẫn nhóm người Ngô Bình tới đại hội. Họ đi rồi, người cao gầy mới tát người đàn ông mặt râu một cái, thằng mù mắt, tao thường ngày dạy mày thế nào, người thế này, chúng ta có thể đắc tội sao? Người đàn ông mặt râu đáng thương bụng má, đại ca, cuối cùng đó là ai? Người cao gầy thở dài, trên người cậu ta có sức. Mạnh cấm kỳ, là thiên kiêu một phương rồi. Khi nãy nếu đối phương ra tay thì chúng ta đều sẽ chết. Có người dẫn đường, Ngô Bình nhanh chóng tới đại hội tuyển chọn. Đại hội được tổ chức trên một khoảng đất trống, vào cửa rồi thì tới một tòa nhà to lớn đăng ký. Ngô Bình nộp 100.000 linh thù để báo danh, sau đó mới đi vào được. Thanh Ngưu và Liễu Mị cũng giao tiền, họ tới hóng hớt. Phải nộp phí báo danh là vì từng có người rảnh rỗi đổ xô về đây, nếu là người không tham gia tiến vào thì sẽ lãng phí nhiều tài nguyên công cộng. Đại hội tuyển chọn được chia thành 3 giai đoạn, sàng lọc, chọn lựa và thi thố. Sàng lọc là dựa theo tiêu chuẩn đã đặt ra để lọc người. Giai đoạn sàng lọc có độ khó khá cao, tỷ lệ vượt qua cũng chỉ có mấy phần trăm, đa số người sẽ dừng chân ở vòng này. Thông qua sàng lọc là có thể tiến vào vòng tuyển chọn. Tác dụng vòng này chỉ có một là lựa ra những người có tư chất tốt, còn lại thì loại hoặc bị một vài thế lực thu vào, gia nhập tông môn khác. Đạt tới tiêu chuẩn tuyển chọn thì có thể tham gia thi thố. 3 hạng mục thi xong sẽ cộng thành tổng điểm, dù sao cũng chỉ có 100 người cao điểm nhất mới đạt được tư cách tham gia cuộc thi của học viện. Sàng lọc và tuyển chọn thì Thanh Ngưu và Liễu Mị đều tham gia. Tư chất của Liễu Mị thì không tệ. Hai lần đều qua, dù gì cô ấy cũng là đệ tử của đại giáo, hơn nữa từng được dùng đan dược của Ngô Bình, tư chất phi phàm. Rất nhanh hai người đã tiến vào giai đoạn 3, có 3 hạng mục, theo thứ tự là thực chiến, luyện ma, cảm ngộ. Thực chiến thì rất đơn giản, tiến vào một không gian kín, trong đó có một con rối thi triển pháp thuật, biết võ học, chỉ cần đánh bại được nó là được. Ngô Bình vào một hang động, trong này ánh sáng đầy đủ. Bên trong có 10 con rối, nhiều hình thú lẫn hình người, kích thước khác nhau. Trong hang vang lên một âm thanh. Tuyển thủ, nơi này có một con rối, theo thứ tự là cấp 1 tới cấp 10, trong đó cấp 10 là mạnh nhất, yếu nhất là cấp 1. Đánh bại cấp 1 thì được điểm cao nhất là 10, đánh bại cấp 100. Tuyển thủ có 3 lần khiêu chiến, chọn điểm cao nhất để nâng cao thành tích cuối cùng. Ngô Bình nghe rõ quy tắc rồi thì ngón tay chỉ con rối cấp 10, khiêu chiến nó. Giọng nói lại vang lên, cậu chắc chứ? Dù là con cái của chúa tể cũng không dám bắt đầu từ tượng gỗ cấp 5 trở lên. Trong lịch sử, cấp 10 rất ít bị khiên chiến vì đa phần đều sẽ bị đánh trọng thương, ảnh hưởng kết quả. Tôi chắc chắn, Ngô Bình không nói nhiều. Cậu vừa dứt lời, con rối cử động, đây là con rối hình người, hai mặt, bốn tay, sử dụng hai đao hai kiếm, chiều cao hai thước, dù là độ linh hoạt hay sức mạnh thì đều là mạnh nhất trong đống con rối. Ngô Bình chỉ cần đánh bại nó là được 100 điểm. Bốp! Con rối bốn tay đột nhiên cử động nhanh như chớp, hai đao chém về phía Ngô Bình. Tay Ngô Bình cầm thất tinh long uyên kiếm, cậu kiếm nhanh hơn, sức cũng mạnh hơn. Keng keng keng! Hai bên giao đấu 3 lần, con rối mất một tay, một đao bị gãy. Tay trái Ngô Bình bấm quyết, người chia thành 4, lần nữa ra chiêu. Kiếm quang hiện lên, đầu con rối rớt xuống. Xung quanh yên tĩnh, âm thanh vang lên, được 100 điểm. Ngô Bình chắp tay, xoay người ra khỏi hang, tới hạng mục thứ 2 là luyện ma. Luyện ma là luyện hóa thần hồn của ma đầu xâm lấn. Khi cậu vào hang mới biết ở đây cũng có 10 ma đầu, chia ra 10 cấp, cấp 1 được 10 điểm, cấp 10 được 100. Ngô Bình vẫn chọn cấp 10, lúc này âm thanh không lên tiếng nữa. Sau đó một trong 10 cái bình vỡ ra, một luồng khí đen cũng bay ra. Thoáng cái đã nhập vào thân Ngô Bình. Ngô Bình cũng cảm giác được là ma niệm này cực mạnh, muốn chiếm lấy cơ thể cậu. Cậu suy nghĩ, lập tức tiến vào huyền thiên mộng cảnh. Dù là ma đầu thì cũng không thể chống là huyền thiên mộng cảnh, nhanh chóng bị Ngô Bình luyện hóa. Chỉ tốn vài giây là Ngô Bình đã mở mắt lần nữa, đã luyện hóa xong. Giọng nói kia vang lên, luyện hóa ma đầu cấp 10, đạt được 100 điểm. Ngay sau đó, Ngô Bình vào hang động thứ 3, trong hang có 10 bức tranh, bức nào cũng ẩn chứa truyền thừa. Ngô Bình chỉ cần hiểu một trong số đó là được.
hiểu được bức tranh khó nhất được 100 điểm, âm thanh ba lần y hệt nhau, rõ ràng là cùng một người nhưng giọng điệu hiện tại đã hòa nhã hơn. Ngô Bình, được, tìm hiểu bức khó nhất đi. Nói xong cậu tiến tới trước bức tranh, vừa nhìn đã cảm giác được ý thức tiến vào thế giới trong tranh. Cậu cảm thấy thế giới trong tranh không khác huyền thiên mộng cảnh. Trong này cậu nghe một ông lão, giảng đạo tu luyện, lời nói tối nghĩa, tổ hợp lại thì không khác gì sách trời. Cửu cung bát quái của Ngô Bình bắt đầu tính toán, chỉ chốc lát Ngô Bình đã hiểu rõ ý nghĩa từng chữ. Lĩnh ngộ xong, toàn thân cậu phát sáng, ý thức quay lại cơ thể. Một người đàn ông trung niên đã đứng cạnh cậu, cười nói, chúc mừng, cậu đã có được số điểm cao. Nhất, từ xưa tới nay, chỉ có 7 người đạt được điểm tối đa, cậu là người thứ 7. Ngô Bình nhìn về phía người trung niên, người này mặc một bộ áo bào màu xám, quanh thân toát ra khí chất kinh người. Tôi là người phụ trách bài thi, Chu Huyền Đan. Ngô Bình có thể nghe ra được giọng nói này chính là Chu Tiền Bối. Chu Huyền Đan, đại hội tuyển chọn còn một tháng nữa mới kết thúc, theo lý thuyết thì hẳn nên chờ đến sau khi kết thúc mới chọn ra 100 người cao nhất. Thế nhưng, cậu là người đầu tiên có được điểm tuyệt đối, nếu cậu đến học viện thì nhất định sẽ được nhận trước. Ngô Bình, lần này chỉ có một mình tôi đạt điểm tuyệt đối sao? Đương nhiên, dù sao muốn đạt được điểm tuyệt đối cũng rất khó. Chu Huyền Đan cười nói, hơn nữa, tôi cũng là người đã từng học ở học viện Kim Long. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể đưa cậu đi đến học viện Kim Long trước. Ở đó, cậu còn phải vượt qua bài thi mới có thể trở thành học sinh chính thức của học viện. Ngô Bình ôm quyền nói, vậy thì làm phiền Chu Tiền Bối. Sau đó, cậu nói, tôi còn một người bạn, không biết bài kiểm tra của cô ấy đã kết thúc chưa? Tên người đó là gì? Chu Huyền Đan nói. Liễu Mi. Chu Huyền Đan gật đầu, cô ấy cũng đã hoàn thành bài thi, tổng điểm là 187. Điểm này cũng coi như không tồi, có cơ hội tiến vào top 100. Ngô Bình nghĩ thầm nếu Liễu Mị có thể bước vào top 100, thì cũng không tồi, lập tức hỏi, người thứ 100 trong cuộc đại hội tuyển chọn lần trước đạt được bao nhiêu điểm? Chu Huyền Đan, 179 điểm, cho. Nên tôi nói cô ấy có cơ hội. Sau đó, Ngô Bình tìm được Thanh Ngưu và Liễu Mị, nói hai người đi đến nhà trọ chờ tin, còn cậu thì đi cùng với Chu Huyền Đan đến Học viện Kim Long. Học viện Kim Long là một trong 4 học viện lớn, có truyền thừa cổ đại hùng mạnh, có không ít chúa tể và nhân vương, cũng có không ít chúa tể và nhân vương từng học ở đó. Học viện Kim Long được hoạch định và thành lập bởi Thánh Hoàng đầu tiên trong lịch sử, bên trong cũng có lưu lại một ít truyền thừa của vị Thánh Hoàng kia. Trong toàn bộ lịch sử Thánh Cổ Đại Lục, nhân tộc chỉ xuất hiện 2 vị Thánh Hoàng chân chính. Từ khi vị Thánh Hoàng thứ 2 qua đời đến nay cũng đã hơn 37.000 năm. Trong khoảng thời gian này vẫn không xuất hiện một vị thánh hoàng nào khác, chuyện này cũng dẫn đến trong việc cạnh tranh, nhân tộc càng ngày càng thua kém so với vạn tộc khác. Trong 4 học viện lớn, chỉ có 2 học viện là do chính thánh hoàng sáng lập, một cái là học viện Kim Long, một cái khác chính là học viện Bạch Hổ. Còn 2 học viện khác đều do bán thánh hoàng thành lập, thua một nửa so với thánh hoàng chân chính. Ở cổng lớn của học viện Kim Long, Chu Huyền Đan xuất hiện cùng Ngô Bình. Trước cửa có 2 người mặc áo giáp, cầm binh khí, ngăn Chu Huyền Đan lại, hỏi có chuyện gì. Chu Huyền Đan ôm quyền nói, người bên cạnh tôi, là người được điểm tuyệt đối trong đại hội tuyển chọn. Viện trưởng từng nói, nếu có người đạt điểm tuyệt đối thì đưa đến học viện trước. 2 người này gật đầu, được, mời vào. Chu Huyền Đan vô cùng quen thuộc với học viện, rất nhanh ông đã đi đến một tòa nhà bát giác. Sau khi tiến vào trong phòng khách, ông mời Ngô Bình ngồi xuống. Bản thân đi đến bên cạnh nấu nước pha trà. Cũng không có người khác đến đây, trong phòng khách chỉ có 2 người. Đợi hơn 10 phút, vẫn không có ai tới, Ngô Bình hỏi, Chu Tiền Bối, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Chu Huyền Đan cười nói, chỗ này là nơi viện trưởng chiêu đãi khách, chúng ta vừa đến thì ông ấy đã biết. Chắc hẳn ông ấy đang bận việc, rất nhanh sẽ đến đây. Ngô Bình biết rất ít về học viện, lập tức đi thỉnh giáo. Do hỏi trong học viện có thể học được cái gì? Chu Huyền Đan từng là học sinh trong học viện nên biết rất nhiều. Ông nói cho Ngô Bình biết, sứ mệnh của học viện Kim Long chính là truyền thừa của nhân tộc, chỉ cần ở học viện một ngày, là nhân tộc lập tức có cơ hội ra đời một chúa tể mới, thậm chí là một thánh hoàng mới. Ngô Bình ở chỗ này, có thể học được rất nhiều thứ, không chỉ giới hạn trong truyền thừa của thánh hoàng, mà còn có công pháp,
tri thức ghê gớm nhất trong lịch sử của nhân tộc. Ngô Bình hỏi một vấn đề cậu tương đối quan tâm, học viện Kim Long sẽ cung cấp tài nguyên tu hành cho các học sinh sao? Chu Huyền Đan cười nói, đương nhiên, ở trong học viện, chỉ cần cậu đủ ưu tú, muốn có được bao nhiêu tài nguyên thì có bấy nhiêu tài nguyên. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, một ông già mũm mĩm với bộ râu trắng bước vào, vóc dáng của ông ấy không cao, mặc một bộ áo bào rộng màu trắng, trên mặt nở nụ cười. Ông ấy vừa bước vào, đã giữ chặt tay Ngô Bình, coi Ngô Bình như báu vật, nói, nhóc con, không tồi nha, đã rất nhiều năm rồi chưa có người có điểm tuyệt đối. Ta ngẫm lại, người có điểm tuyệt đối cuối cùng là học sinh của học viện Bạch Hổ. Hừ, nhóm lão già kia kiêu ngạo không thôi, cứ vài hôm lại đến khoe khoang với ta. Hiện tại tốt rồi, Kim Long học viện bây giờ cũng có người đạt được điểm tuyệt đối. Ông ấy dùng sức võ vỗ bả vai Ngô Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn áp xuống, khiến cơ thể của cậu không khỏi cúi thấp xuống. Chu Huyền Đan vội vàng cúi đầu, viện trưởng. Sau đó, ông giới thiệu với Ngô Bình, cậu Ngô, vị này chính là viện trưởng của học viện Kim Long, Trần Hoài Long. Viện trưởng Trần đã điều hành học viện Kim Long 800 năm, thành tựu bây giờ có lợi ích đến mấy ngàn năm. Trần Hoài Long cắt ngang lời ông nói, ông ấy nắm tay Ngô Bình không chịu buông, cười ha ha, hỏi, cậu là Ngô Bình, tên không tồi, năm nay bao lớn rồi? 18 tuổi, Ngô Bình trả lời. Trần Hoài Long càng ngày càng cười tươi, liên tục nói được, bắt đầu hỏi thăm về xuất thân, lai lịch của Ngô Bình. Ngô Bình chỉ nói mình đến từ Thành Mộng Hoa. Thành Mộng Hoa, ta biết, nơi đó có một vị nhân vương mới ra đời, Mộng Phi Hùng. Viện trưởng nói, tiểu Ngô à, cậu mới đến học viện của bọn ta, dựa theo quy củ, cần phải tiến hành thi. Nhưng mà cậu yên tâm, chỉ cần cậu thi thật tốt, có thể vào trong top 100 thì có thể có thưởng. Vừa nghe nói còn có thưởng, hai mắt Ngô Bình sáng lên, viện trưởng, khen thưởng cái gì? Trần Hoài Long cười ha ha, còn phải xem thứ hạng của cậu. Trong lịch sử, khen thưởng trong top 50 khác với khen thưởng trong top 30. Chu Huyền Đan nói, cậu Ngô là người được điểm tuyệt đối, nhất định có thể lưu danh sử sách. Trần Hoài Long, khó mà nói được, dẫu sao thi của học viện có khác biệt rất lớn so với ba bài thi kia, giới hạn cũng cao hơn nhiều. Ngữ khí của ông ấy vừa thay đổi, thế nhưng, lão phu vẫn rất xem trọng tiểu Ngô cậu. Đệ tử của học viện Bạch Hổ hình như cũng chỉ có 19 tuổi, cậu cần phải nỗ lực một chút mới có thể đánh bại được cô ấy. Ngô Bình, vâng. Học sinh nhất định sẽ nỗ lực. Trần Hoài Long, được rồi. Tiểu Chu, ông dẫn cậu ấy đi tham gia thi đi, thi xong thì quay lại nơi này. Chu Huyền Đan đưa Ngô Bình đến điểm thị, trên đường đi ông cười nói, viện trưởng nhất định sẽ phái người mời viện trưởng của học viện Bạch Hổ đến. Ngô Bình khó hiểu, vì sao lại mời vào lúc này. Chu Huyền Đan nói, viện trưởng rất coi trọng cậu, ông ấy cho rằng thành tích thi của cậu nhất định sẽ vô cùng cao nên cũng có cơ hội vượt qua vị kia ở học viện Bạch Hổ. Ngô Bình, viện trưởng nói thành tích lịch sử, là lịch sử của học viện Kim Long sao? Chu Huyền Đan gật đầu, không sai. Nhưng cho dù là xếp hạng của học viện Kim Long trong lịch sử hay là xếp hạng của học viện Bạch Hổ trong lịch sử đều có thứ hạng không chênh nhau lắm. Thành tích của vị đạt điểm tối đa của học viện Bạch Hổ trong lịch sử là bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Hạng 51, tuy rằng không thể đi vào top 30, nhưng thành tích như thế đã là vô cùng kinh người. Dẫu sao từ khi thành lập học viện đến nay, đã được mấy vạn năm. Đừng nói là hạng 51, có thể vào được trong top 1000 đã được gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Nội dung thi là gì? Chu Huyền Đan, nội dung của mỗi lần thi đều khác nhau, nhưng đại khái là chia thành mấy dạng dưới đây. Đầu tiên là năng lực học tập, trong thời gian quy định, học được một số thứ thâm ảo. Mục thi thứ nhất có 3 cơ hội để học, cậu nhất định phải nắm chắc, nỗ lực học, dốc toàn lực tìm hiểu. Sau mỗi lần học thì là kiểm tra, điểm cao nhất là 50 điểm, điểm tối đa của 3 lần là 150. Trong lịch sử, từng có người đạt được điểm cao nhất. Người đó là ai? Ngô Bình thật sự cảm thấy hứng thú. Hạng mục thứ hai là nghị lực, thiên phú của một người cũng không đủ làm nên sự thành công nếu không có nghị lực. Điểm nghị lực đạt được khoảng 100. Điểm cao nhất trong lịch sử cũng là 100. Mục thứ ba là kiểm tra mệnh vận. Người tu hành không có tư chất thì không được. Trong lịch sử có không biết bao nhiêu thiên kiêu đã như ngôi sao chổi lóe lên rồi biến mất. Vậy nên mục này cũng rất quan trọng, tổng điểm 100. Mục thứ tư là tiềm lực của một người.
Có vài thiên kiêu trông phi thường nhưng đó là khi tiềm lực đã khai phá ra toàn bộ, đã đạt tới giới hạn. Còn có người dù tư chất không quá tốt nhưng tiềm lực đó chỉ mới khai phá một chút, khi được khai phá toàn bộ thì sẽ trở thành thiên tài có 102. Tiềm lực này có điểm cao nhất là 1501. Bốn mục có tổng điểm 500, trong lịch sử thì người đạt hạng 50 có tổng điểm là 262, thứ 30 là 399 điểm, thứ 20 được 418, đứng hạng 10 là 437 điểm. Còn hạng nhất, Ngô Bình hỏi. Chu Huyền Đan nở nụ cười, người đứng hạng nhất chính là Thánh Hoàng đời thứ hai. Ông ấy đạt được tới 489 điểm, vượt xa người đứng hạng 2 chỉ có 456 điểm. Ngô Bình có chút ngạc nhiên, hóa ra vị Thánh Hoàng thứ hai bước ra từ đây. Đúng vậy, năm đó ông ấy là thiên kiêu đứng đầu, 20 đã tiến vào cấp bậc chúa tể, trở thành chúa tể của một phương. Trong thời đại kia, ông ấy còn có thể áp chế vài lão già sống dai đương thời. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, học viện Bạch Hổ hiện tại là do Thánh Hoàng thứ hai sáng lập. Ngô Bình, nhân tộc đang thiếu Thánh Hoàng thì dị tộc đã có bao nhiêu Thánh Hoàng? Chu Huyền Đan, trong dị tộc, nhân vật có thể sánh vai với Thánh Hoàng cũng không nhiều, trong cả Thánh Cổ Đại Lục cũng chỉ có nhiêu đó người. Thật ra nhân tộc mới có một vị chúa tể mới, hiện đã có ba vị chúa tể, người thì già, người bị thương, không hề có người thừa kế. Trong lúc đang nói chuyện, Ngô Bình đã đến điện tiến hành cuộc thi học viện. Chu Huyền Đan dừng trước cửa điện, nói với Ngô Bình, cậu Ngô, chúc cậu sẽ vang danh sử sách. Ngô Bình đẩy cửa vào, trong điện đã có một ông lão áo xám đứng đợi sẵn, mặt mũi vô cùng hiền từ. Chàng trai, hoan nghênh tiến vào cuộc thi của học viện Kim Long, đầu tiên là hạng mục thứ nhất, ông lão áo xám vung tay, trước mặt Ngô Bình hiện ra một quyển sách. Ngô Bình nhận lấy. Phát hiện bên trong ghi chép vài cách tu hành và những cách minh tưởng. Có thể nhìn ra là một vị thiên tài có suy nghĩ rất đặc biệt. Ông lão nói, cậu có thể học thuộc quyển sách trong 2 tiếng thì sẽ đạt được 1001. Ngô Bình ngồi xếp bằng, tỉ mỉ nghiên cứu, cậu phát hiện những ý tưởng giải rác của người này đã bước đầu hình thành một hệ thống tu hành. Nói cách khác thì cuốn sách này có thể suy diễn ra một công pháp đầy đủ. Cửu cung bát quái trong cơ thể vận chuyển, đồng thời vô số tri thức ảo ảo bay vào trong đầu. Một tiếng sau, trong đầu cậu đã có một bộ công pháp đang bắt đầu được diễn luyện. Thông qua diễn luyện, cậu phát hiện công pháp này còn vài khiếm khuyết, vì vậy cậu đã cải tiến lại, qua thêm 15 phút, công pháp đã hoàn thiện. Ông lão áo xám nãy giờ vẫn luôn để ý Ngô Bình, cười hỏi, đã thuộc rồi sao? Ngô Bình gật đầu, thuộc rồi. Ông lão gật đầu tốt, giờ trình bày cho ta xem. Ngô Bình thi triển ra một bộ quyền pháp, một bộ kiếm pháp, khi đang thể hiện, quanh người cậu có sấm sét nổ vang, sức mạnh kỳ lạ truyền vào không khí tạo thành một loại từ trường. Trong từ trường này, thực lực và khả năng phản ứng của cậu cũng tăng mạnh, kẻ thù cũng bị ảnh hưởng. Dưới sự ảnh hưởng của từ trường, kẻ thù chỉ có thể phát huy được 40% thực lực, mà cậu lại có thể đánh ra 150%. Ông lão vô cùng hài lòng, không tệ. Nếu không phải chỉ có thể cho 100, ta rất muốn cho cậu luôn 200 điểm. Tiếp theo cậu hãy học tiếp cái này. Ngay lúc này, ông ấy lại ném cho Ngô Bình một quyển sách, chữ bên trang sách đều là chữ viết tay, hiện ra sự cổ xưa và kỳ ảo. Mở sách, hai mắt Ngô Bình sáng lên, không nhịn được mà hỏi, đây là một tuyệt học. Tiền bối, thần thông này do ai sáng tạo vậy ạ? Ông lão cười nói, đây là do Thánh Hoàng tạo ra trong khi cảm thán về đời người. Trong những người từng học nó, chỉ có một người học được, đa phần đều thất bại hoặc chỉ có thể học được phần ngoài hay 3-40%. Ngô Bình biết đây không chỉ là cuộc thi mà còn là một cơ hội hiếm có để tăng thực lực, hiện tại cậu cố gắng tìm hiểu hết sức có thể, thời hạn là 4 tiếng đồng hồ. Cậu cố gắng hết sức, chưa tới 2 tiếng là đã hiểu đại khái tuyệt học này. Quyển sách tuyệt học này tên là Chân Hư Kinh, một khi thi triển thì sẽ phù hợp với quy luật thiên đạo. Đa phần chiêu thức đánh ra không có lực sát thương, đây được gọi là hư lực. Thân xác như tiến vào một chiều không gian khác, không thể đụng vào nhưng cứ cách vài giây, chiêu thức sẽ tự động bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Khi mới bắt đầu tu luyện, Ngô Bình không hề tìm được bí quyết tu luyện, đặc biệt là giai đoạn hư lực, đưa cơ thể vào chiều không gian khác, cho tới khi đã trôi qua một tiếng, cậu mới tìm được điểm đột phá. Cậu phát hiện, nếu muốn vào chiều không gian khác thì phải tìm cho được lỗ thủng vũ trụ. Mà lỗ thủng nằm trên thiên cơ đồ. Thiên cơ đồ là thứ cậu có được trong động phủ, bên trên có 9 điểm thiên cơ,
hiện tại cậu phát hiện trong chân hư kinh có che giấu thiên cơ, đối chiếu hai bên, trong đầu cậu xuất hiện thiên cơ đồ, bên trên có những đường cong đang vặn vẹo chuyển động, khi mượn dùng kinh văn này thì cậu nhanh chóng nắm giữ cách che giấu cơ thể, mà sau hư lực là giai đoạn xúc lực. Lại qua 15 phút, cơ thể của cậu Ngô Bình dần trở nên trong suốt, sau đó, một quyền được đánh ra, sức mạnh long trời lở đất, không gian chung quanh cũng bị một quyền đánh nát, biến thành một đống hỗn loạn. Khoảng một tiếng sau, Ngô Bình đã tu luyện xong chân hư kinh, hơi thở trở nên huyền diệu khó lường. Ông lão vuốt râu mỉm cười, cho cậu 100. Không tệ, lần này vẫn. Sau đó ông ấy lại ném cho Ngô Bình một bức tranh, mở bức tranh ra thì thấy bên trên là hình ảnh một thanh niên mặc áo trắng phấp phới, tay trái cầm kiếm, chĩa lên trời xanh. Ngô Bình nhìn thoáng qua, cảm thấy bức họa này không đơn giản, bên trong có ẩn chứa sự huyền diệu. Ông lão, bức tranh này do Thánh Hoàng vẽ lúc tuổi già, bên trong có chứa vài tư tưởng của ông, mỗi khi có người nghiên cứu bức tranh, mỗi người sẽ học được những thứ khác nhau, dù cậu học được gì từ đây, ta vẫn cho cậu 100 điểm, lần này học không bị hạn chế thời gian. Nhận ra mức độ khó khăn của bức tranh cực cao, Ngô Bình đặt nó trước mặt, nhìn chằm chằm, bắt đầu nghiền ngẫm. Nhìn hồi lâu, Ngô Bình cảm thấy thanh niên trong bức tranh cử động, có điều động tác rất chậm rãi. Thong thả, ngay cả Ngô Bình cũng không nhận ra. Vì thế cậu nhìn chăm chú, mắt cũng không nháy, thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời nhanh chóng tối xuống. Vì quá tập trung, tinh thần Ngô Bình tiến vào một cảnh giới huyền diệu, giống với mộng thiên huyền cảnh của cậu. Lúc này đây, Ngô Bình cảm giác động tác của thanh niên cũng trở nên nhanh chóng hơn, tốc độ tương đương với người bình thường, tay hắn cầm trường kiếm, làm ra động tác đâm, chọt, mỗi một chiêu đều rất xuất sắc, hợp với đại đạo. Chỉ một động tác đã khiến toàn thân Ngô Bình khó chịu, cậu hộc ra ngụm máu, rắn răng thúc giục sức mạnh cấm kỵ, truyền khắp toàn thân rồi mới đỡ hơn một chút. Tiếp theo là động tác thứ hai, thứ ba. Chàng trai trong bức tranh đánh ra 24 động tác, Ngô Bình vẫn kiên trì xem hết. Chàng trai làm xong 24 động tác thì cười với Ngô Bình, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại, chàng trai khôi phục lại thành bức tranh. Ngô Bình nhắm mắt, 24 động tác không ngừng được. Diễn luyện trong huyền thiên mộng cảnh, tục ngữ đã nói, đọc sách 100 lần, tự khắc hiểu nghĩa. Ngô Bình khổ luyện 30.000 lần trong huyền thiên mộng cảnh, mỗi khi luyện một lần, cậu lại hiểu một chút. Chờ khi cậu mở mắt ra, ông lão đã vội hỏi, có thu hoạch được gì không? Ngô Bình hỏi, tiền bối, trước kia, những người quan sát đều học được gì? Ông lão cười đáp, có người học được công pháp, cũng có người học được võ kỹ hoặc tìm hiểu ra thần thông. Ngô Bình nói, ta học được một bộ kiếm pháp. Ông lão gật đầu, kiếm pháp cũng tốt, có thể thi triển cho ta xem không? Ngô Bình đứng lên, cầm lấy bạch hổ tiên kiếm, kiếm qua lóe lên, không trung đều là bóng kiếm, mỗi một bóng kiếm đều rất chân thật, có sức sát thương mạnh. Ông lão hít sâu một hỏi, kiếm pháp này của cậu rất giống thứ mà Thánh Hoàng tu luyện kiếm pháp thiên ảnh. Kiếm pháp này là bộ kiếm pháp khó nhất của Học viện Kim Long, đến nay chỉ có một người học thành. Sau đó ông ấy cười nói, lần này vẫn là 1001. Ra khỏi hang, Ngô Bình được ông lão đưa tới một không gian được tạo từ đồng đen, ông ấy nói, kế tiếp sẽ tiến hành hai hạng mục để thử nghị lực của cậu. Nói xong, trong không gian tràn đầy sương mù, Ngô Bình nhanh chóng rơi vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, cậu trải qua 300 năm, trong 300 năm này, cậu chỉ làm một việc cực khổ và nhàm chán là cầm một cây gậy sắt khổng lồ mỗi ngày mài ở chân núi. Cứ như vậy, Ngô Bình ở trong ảo cảnh, mài gậy suốt 300 năm. Khi sương mù tan đi, ông lão cực kỳ hài lòng, không tệ, cậu có thể kiên trì tới cuối, nghị lực cho cậu điểm cao nhất. Suy nghĩ vẫn còn kẹt trong ảo cảnh 300 năm nên ánh mắt Ngô Bình có chút đờ đẫn, cậu hỏi tiếp theo là thử thách gì? Mệnh vận, ông lão cười nói. Dứt lời, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa, cửa mở để lộ một con đường. Ông lão giải thích, cậu đi theo con đường này, qua 30 ngã ba. Ở mỗi ngã ba như thế đều sẽ nối thẳng tới một mục tiêu. Mục tiêu khác nhau, toàn bộ đều có ban thưởng. Nhưng ban thưởng giá trị nhất thì chỉ có một, lấy được thứ giá trị nhất mới lấy được 100 điểm. Ngô Bình biết thử thách này chỉ để kiểm tra mức độ may mắn, 60 ngã ba thì xác suất cũng phải cỡ 1/10 tỷ, tỷ lệ thành công cực nhỏ. Cậu không nói gì, nhấc chân tiến vào thì thấy ngã rẽ đầu tiên. Một cái chỉ hướng bên trái, còn lại thì quẹo. Phải, cậu chọn bằng cảm giác, quẹo phải. Cứ vậy,
đi một bước là gặp một lựa chọn, Ngô Bình chọn hết theo cảm giác. Cuối cùng, khi tới cái ngã rẽ thứ 60, lần này cậu chọn bên trái, vừa vào thì trước mặt đã hiện ra một căn phòng, trong phòng đặt một cái bàn, trên bàn lại là một cái hộp. Đồng đen. Cậu mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn tỏa ra hơi thở thần thánh, mắt Ngô Bình sáng lên, tay cầm lấy nhẫn. Sau đó, ông lão lại xuất hiện cách đó không xa, cười tươi như hoa, cậu Ngô, cậu đã lấy được phần thưởng cao nhất, bên trong là một món quà mà Thánh Hoàng để lại cho cậu, từ xưa tới nay, cậu là người duy nhất đạt điểm tối đa. Ngô Bình nhớ điểm cao nhất thử thách này là 89, là Thánh Hoàng đời thứ hai, cậu ngơ ngác, năm đó Thánh Hoàng cũng không lấy được phần thưởng cao nhất này à? Ông lão lắc đầu cười nói, không có, nhưng Thánh Hoàng cũng nhận được phần thưởng quý giá thứ hai là một thanh kiếm do Thánh Hoàng đời trước chế tạo. Ngô Bình nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, bên trong có vài thứ. Cậu không xem kỹ mà cất đi luôn, thử thách tiếp theo ở đâu? Ông lão, hạng mục thứ tư là kiểm tra tiềm lực, cũng tiến hành ở đây. Ông ta vừa dứt lời, trên trời có tia sáng vàng phóng xuống, nó bao phủ toàn thân Ngô Bình. Ánh sáng vàng này có thể kiểm tra tiềm lực của người thử thách. Qua một phút, khi ánh sáng tan đi, trên người Ngô Bình vẫn còn vài tia sáng, tỏa ra hào quang rực rỡ. Ông lão hài lòng gật đầu, 365 sợi vàng, tiềm lực của cậu còn nhiều lắm, tối đa. Tiền bối, sợi vàng càng nhiều thì tiềm lực càng lớn à? Ông lão gật đầu, phải, mỗi một sợi vàng đều tương đương tiềm lực còn có thể tăng thêm một nửa. Năm đó Thánh Hoàng cũng chỉ có 360 cái mà thôi. Ngô Bình chớp mắt, vậy ta vẫn được tối đa điểm nhỉ? Ông lão cười, thành tích của cậu sẽ được giữ bí mật, chỉ có tầng lớp quản lý trung tâm của học viện biết mà thôi. Bên ngoài chỉ thông báo cậu đạt được 400 điểm, nhưng cậu đã có phần thưởng cao nhất, có thêm gấp 2 phần thưởng khác. Ngô Bình, tiền bối, tại sao phải giữ bí mật? Ông lão thở dài, nhân tộc yếu thế, làm vậy để bảo. Vậy cậu, nếu dị tộc biết cậu lấy được điểm tối đa thì sẽ tìm cách diệt trừ cậu. Ngô Bình gật đầu, ta đã rõ, còn chưa hỏi thăm thân phận của tiền bối. Ông lão vẫn cười, lão phu là một trong 9 trưởng lão của học viện dược lão. Ngô Bình nghe người ta nói, bên dưới viện trưởng còn 9 trưởng lão, dưới 9 trưởng lão là 24 hiền giả, dưới hiền giả là 72 đại phu. Cậu vội chắp tay hành lễ. Dược lão nói, công tử chính là niềm hy vọng kế tiếp của tộc ta, kế tiếp học viện Kim Long sẽ dùng hết khả năng bồi dưỡng, giúp cậu nhanh chóng trở thành chúa tể, thậm chí là thánh hoàng. Sau đó, ông ấy dẫn Ngô Bình quay lại sảnh chính. Viện trưởng Trần Hoài Long đang ngồi trong sảnh, viện trưởng học viện Bạch Hổ thì không có ở đó, rõ ràng kế hoạch đã thay đổi. Trước đây ông ấy coi Ngô Bình là thiên tài, muốn khoe cho Bạch Hổ thấy nhưng hiện tại, khi biết Ngô Bình không chỉ là thiên tài bình thường thì lại che giấu thực lực của cậu. Trần Hoài Long vui ra mặt, ông ấy hỏi Ngô Bình, tiểu Bình, thi thố vất vả lắm nhỉ? Đây là trà ngũ hành phong. Ông ấy tự rót cho Ngô Bình một ly, dược lão ngửi thử thì hai mắt sáng lên, viện trưởng, trà này ít nhất cũng đã có niên đại 50 năm, ông lại chịu lấy ra đãi cỡ đấy. Trần Hoài Long nói, tiểu Bình xuất sắc như thế. Ta phải cho cậu ấy nếm thử, ông ấy đổi giọng gọi là tiểu Bình chứ không gọi tiểu Ngô nữa. Dược lão tự mình rót trà thì bị viện trưởng cản lại, nghiêm mặt nói, dược lão, thường ngày ông ăn nhiều đan dược như vậy, ta thấy là đừng nên uống, coi chừng tốt quá hóa lốp. Dược lão trợn trừng nhìn viện trưởng, vẫn buồn xỉn như vậy. Ngô Bình bưng ly nhấp một ngụm, vị ngọt, năm loại khí thức tiên thiên ngũ hành tỏa ra làm cậu thoải mái, đây là trà ngon. Trần Hoài Long, tiểu Bình, cậu đến từ tiên giới à? Hiển nhiên, thành tích nghịch thiên của Ngô Bình làm Trần Hoài Long điều tra thân phận của cậu, phái người tới Hoa Thành tìm hiểu. Ngô Bình biết nên cũng gật đầu, đệ tử tới đây qua thánh môn. Thánh xúc của cậu tiến hành ở tiên giới à? Trần Hoài Long hỏi. Ngô Bình nói, đúng vậy. Dược lão có hứng thú hỏi, vậy cậu mở mấy đạo? Mạch rồi. Viện trưởng và dược lão đều vểnh tai lên nghe. Họ vô cùng để ý việc Ngô Bình đã mở được bao nhiêu đạo mạch. Ngô Bình đáp, 12, trong đó có 2 cái là thánh mạch, 10 cái còn lại là huyền mạch. Hai thánh mạch, Trần Hoài Long mở to mắt rồi cười, đúng là kỳ diệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 212.